Chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người đan cái mẫu khăn tam giác và có những cái rìa viền xung quanh. Thì mình chuẩn bị len chính là màu mình lấy màu này và một số màu len phụ để mình làm cái răng cưa đó đó. Các bạn có càng nhiều màu thì càng tốt ha. Trước tiên mình bắt 3 mũi. Hàng thứ nhất K2 KFB. Dòng xuống đây. Hàng thứ hai đang xuống hết. Hàng thứ ba mình sẽ lấy cái đánh dấu này để mình đánh dấu vô đây là mặt phải ha, để mình nhớ. Tại vì cuối mỗi khi mình đang mặt phải thì mình mới thêm mũi thôi. Rồi, đây là mặt phải. Hàng thứ ba. Đang ca hết, còn một mũi cuối cùng. Thì mình đang một mũi mờ một. Các bạn mờ một, các bạn lấy que lên như vậy. Ở dưới cái này ha, các bạn đưa que kim vô, lấy lên. Rồi đang mũi này thì mình thay vì mình chọc lại như vậy, từ trên xuống thì mũi này mình sẽ đưa kim từ dưới qua. Đó. Vậy là mình đã được một mũi mơ một ha. Ok. Mặt trái đang ca hết. Xong hàng thứ tư, mình lặp lại hàng thứ ba và hàng thứ tư cho đến khi trên kim này được 12 mũi tổng cộng thì mình dừng lại. Mình đang thêm một lần nữa cho các bạn coi ha. Thì mình như mình đã nói, cứ mặt phải thì mình thêm mũi, mình đang đến khi còn một mũi thì mình đang một mũi mờ một và một mũi k, đưa kim xuống dưới. Được một mũi mờ một. Ok. Hàng tiếp theo. Ok hết. Cứ tiếp tục tăng mũi như vậy cho đến khi được 12 mũi chân. Trên kim thì dừng lại. Mặt trái luôn luôn đang ca hết, chỉ có mặt phải là tăng mũi thôi. Đối với cái hàng đầu tiên này thì mình cần phải đánh dấu mặt trái mặt phải, nhưng mà từ khi mình
khi mình thêm được một họa tiết là mình không cần phải nhớ mặt trái mặt phải nữa. Mặt phải là thêm mũi ha. M1 K1 đang ca hết. Tiếp theo ca hết 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mặt phải thêm mũi. Các bạn cứ nhớ là mặt phải thì thêm mũi ha, mặt trái đi đan ca hết. Đơn giản vậy thôi. 9 10 thêm một mũi M1. Tiếp theo ca hết, mặt trái là ca hết ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Vậy là chân kim của mình đã có 12 mũi rồi. Bắt đầu bây giờ mình cài màu vô ha. Giờ mình sẽ lấy màu hồng này ha. Thì tùy các bạn có len màu nào thì các bạn cho vô thôi. Thì đối với mẫu này thì mình nên cài thêm 4-5 màu gì đó thì mình thấy nó sẽ đẹp. Rồi, bắt đầu mình bỏ màu vô. Mình cũng đang ca hết. Đến
khi còn một mũi cuối cùng ở trên que thì mình đang KFB. Mình đang K hết. Còn một mũi cuối cùng KFB. Hàng tiếp theo K2. Quay kim lại. Quay ngược lại. Theo đang K1 KFB. Quay kim lại. Ok. Đang K4. 1 2 3 4. Quay kim lại. K đến khi còn một mũi cuối cùng thì đan KFB. Và còn một mũi cuối cùng KFB. Tiếp tục quay kim lại mặt trái. K6. Đan K đến khi được còn một mũi cuối cùng thì đan KFB. 2 3 4 5 KFB. Quay lại mặt trái. K8. 8. Quay kim lại. Đan K đến khi còn một mũi cuối cùng thì đan KFB. Hàng tiếp theo chết một mũi, mình đan K, sau đó chết một mũi, mình đã chết được một mũi. K6. 1 kim lại. Đan K7. 1 2 3 4 5 6 7. Hàng tiếp theo chết một mũi,
chén một muỗi. Mình đã chiết được một muỗi. Tan ca 4, 1, 2, 3, 4. Quay kim lại. Tan ca 5, 1, 2, 3, 4, 5. Hàng tiếp theo. Chiết một mũi. K1. K2 chiết. Tiếp tục đan K2. 1 quay kim lại. K3. 1 2 3 quay kim lại mặt trái. Tiếp tục chiết một mũi. Quay kim lại. Đan ca 1. Quay lại mặt trái. Chết tiếp một mũi nữa. Đan ca đến cuối hàng. Xong một cái họa tiết này. Trên kim của mình hiện tại bây giờ là còn 12 mũi. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Quay mặt lại. Lúc này mình sẽ cột hai cái dây này, đầu hai dây này lại với nhau. Mình sẽ cắt đi. Hàng tiếp theo. Đan ca hết đến khi còn một mũi. Bây giờ mình sẽ lấy len màu xanh nha. Đan ca hết đến khi còn một mũi cuối cùng trên que. Mình sẽ thêm một mũi mờ một. Sau đó đây một mũi ca. Hàng
Hàng tiếp theo đang ca hết. Đang toàn bộ mũi ca nha mọi người. Mặt trái đang toàn bộ mũi ca. Hàng tiếp theo mình sẽ lặp lại hai hàng vừa rồi cho đến khi trên kim của mình được 18 mũi thì mình sẽ bắt đầu lại cái đan giống như cái phần đan cái hình tam giác này nè. Thì mọi người cứ đan như vậy ha. Mình sẽ gặp lại mọi người khi mà trên kim của mọi người đã được 16 mũi. Xin lỗi mọi người, trên kim được 18 mũi. Thì cứ mặt phải là mình thêm một mũi, còn mặt trái thì mình không thêm, mình đan toàn bộ là mũi ca thôi. Mình sẽ đan. Mình cứ tăng như vậy nè, tăng thêm 6 mũi. Tiếp theo là cái em phải thì tăng đan ca cho đến khi còn một mũi cuối cùng thì mình đan M1, cứ tăng như vậy cho đến khi mình cứ tăng 6 lần ha, tăng được 6 mũi. Nói chung là từ giờ về sau á, mỗi một khoảng cách á là mình cứ tăng thêm 6 mũi thì bắt đầu mình đưa len khác vô. Cứ làm như vậy cho đến khi trên kim được 18 mũi thì dừng lại, mình sẽ chèn lên khác vô. Đang toàn bộ là mũi ca hết nha mọi người. Cái họa tiết này, cái khăn này thì cũng dễ đan, tại vì chỉ có đan xuống không à. Chỉ có khó một cái là mình tăng mũi là mũi M1 này, còn lại là toàn bộ là mũi xuống hết. Không có gì khó cả, mọi người đan. Mọi người có thể đang chèn màu trắng, màu vàng vô, nó sẽ nổi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16. Bước 16 mũi mình cần thêm 2 lần nữa thôi. 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15. Thêm một mũ màu 16, 17. Tiếp tục mình đang thêm một mũ cuối cùng nữa là được ha, là trên kim của mình đủ 18 mũi rồi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Thêm một mũ cuối cùng 17, 18. Rồi, đang toàn bộ mũi K. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vậy là trên kim của mình hiện tại đã đủ 18 mũi rồi ha. Bắt đầu bây giờ mình sẽ cài màu vô ha. Bây giờ mình sẽ thêm cái màu này vô. Là mình sẽ thêm cái màu xanh này vô đi. Tùy mọi người thích đưa màu nào vô thì đưa ha. Mình sao cho cái nó có sự khác màu là được rồi. Này, sẽ đưa màu xanh này vô. Mình đan ca hết cho đến khi còn một mũ cuối cùng trên kim. Xin lỗi mình. Đan ca hết 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Còn một mũi chết cuối cùng mình đan KFB. Hàng tiếp theo K2. Tiếp theo K4. 1, 2, 3, 4. Quay kim lại. K hết cho đến khi còn một mũi KFB. Còn một mũi trên quen KFB. Quay kim lại. K6. 1
kem lại. K hết. K. Đến khi còn một mũi thì K hết B. K đến khi còn một mũi cuối cùng ha. 3 4 5 K hết B. Quay kim lại. K8. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Bắt đầu quay kim lại. Khi còn một mũi thì cả F. 4, 5, 6, 7. Mũi cuối cùng cả F. Hàng tiếp theo. Chết một mũi. Một mũi K, hai mũi K. Bắt đầu chết một mũi. Rồi, mình đang K6. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Quay kim lại. Đang K7. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Quay kim lại. Chiên một mũi. Một mũi K, hai mũi K. Chiên một mũi. Tiếp tục đánh K4. 1, 2, 3, 4. Quay kim lại. Đánh K5. 1, 2, 3, 4, 5. Quay kim lại. Chiếc một mũi. Một mũi K. Hai mũi K. Chiếc. Đang K2. Một. Quay kim lại. Mình đang K3. Một. Hai. Ba. Quay kim lại. Chết một mũi. Quay kim lại. Đang K1. Đang tiếp theo. Chết một mũi. Tiếp tục đan ca đến hết. Mười ba, mười bốn, mười lăm, mười
6 17 Mình chiếc một mũi và mình đang thêm 17 mũi, vậy là bây giờ trên kim của mình tổng cộng là còn 18 mũi ha. Mình sẽ cột hai đầu này lại. Mọi người cứ lặp lại như vậy. Mọi người cứ lặp lại công thức như vậy cho đến khi mình sẽ trên kim của mình được 96 mũi thì mọi người bắt đầu đang giảm mũi ha. Cứ lặp lại công thức như vậy. Cứ lặp lại công thức cụm công thức như vậy cho đến khi trên kim còn 96 mũi thì dừng lại bắt đầu giảm mũi. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người giảm mũi luôn ha. Sao? Mình sẽ đang giảm mũi. Lấy lên màu xanh. Đan ca hết cho đến khi còn 3 mũi cuối cùng thì dừng lại. 3 4 5 6 7 8 9 xin lỗi mọi người, còn 3 mũi cuối cùng thì dừng lại. Cái này thì mình chỉ phát thảo để mọi người biết cách giảm mũi thôi, còn mọi người cứ đan cho đến khi được 96 mũi thì có được 96 mũi trên que thì mới bắt đầu giảm mũi ha. Này là mình phát thảo lại thôi. Tại vì đang như vậy thì nó lâu quá. Mình sẽ còn 3 mũi cuối cùng mình đang ca 2 tó. Ca 1. Mặt trái đang toàn bộ mũi xuống. Đang ca hết. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Mọi người cứ lặp đi lặp lại hai hàng vừa rồi cho đến khi mình giảm được 6 mũi thì dừng lại ha. Mình cứ lặp đi lặp lại đến khi giảm được 6 mũi thì dừng lại. Lặp tiếp tục 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 còn 3 mũi đang ca hai tớ. Ca 1. Mặt trái đang xuống hết. Đang ca hết nha mọi người. Cứ lưu ý là mặt trái thì mình đang xuống hết, còn mặt phải thì mình tăng mũi hoặc là giảm mũi. Luôn luôn là như vậy. Tiếp theo mặt phải giảm mũi tiếp. Mình giảm khi đến khi giảm được 6 mũi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 còn 3 mũi đang ca 2 tấc.
mọi người không nhớ được là mình đã giảm bao nhiêu mũi thì mọi người cứ đếm cái sóng này nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình cứ đếm đủ 6 cái sóng như vậy. Mỗi một cái dòng lượng sóng này là tương đương với một lần giảm á. Mọi người đếm đủ 6 lần là được rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, mọi người cứ nhớ như vậy thôi thì mình sẽ đỡ phải đếm á, đỡ mất thời gian. Rồi, hàng tiếp theo mình đang xuống hết. K, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tiếp theo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Còn 2 mũi. 12, 13. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Cái đó. Vậy là mình đã giảm xong rồi. Bây giờ thì mình cài màu vô. Cái len này mình đang nó hơi mỏng hơn so với lại cái len chính của nó, nên là mình nhìn bị lỗ. Mọi người lấy cái len có độ dày tương ứng á ha. Bây giờ mình cài màu vô á, thì mình cũng đang y như là hai lần này nè.
Rồi mình cứ giảm mũi như vậy đến khi mà trên kim của mình á còn 3 mũi á, thì mình chỉ kết thúc. Như vậy là mình đã đan xong cái khăn ha. Mọi người lưu ý là dùng cái len cài màu á, thì mọi người dùng cái độ dày nó tương ứng với cái len chính này ha. Tại vì nếu như lấy len mỏng hơn á, thì nó sẽ bị lỗ nè. Nhưng cái này mình lấy mỏng hơn nên nó bị lỗ. Còn cái này mình lấy độ dày tương ứng á, thì nó không có bị lỗ. Rồi mình chúc mọi người đan thành công ha.